Dịp này, lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng 17 doanh nghiệp tiêu biểu có những đóng góp tích cực đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp cùng hợp tác vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo, tiếp tục quan tâm, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động, đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước của địa phương, góp phần đưa quận Ngũ Hành Sơn trở thành đô thị hiện đại phía đông nam thành phố.